Diệu Hiền mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay Diệu Hiền sẽ gửi đến quý thính giả tác phẩm được mang tên Đồng đội đồng ngôn của Song Vũ và Ngô Văn Xuân, khóa 17. Tháng 4 năm 1963, sau khi trình diện tiểu đoàn 3, trung đoàn 11, sư đoàn 7 bộ binh, tiểu đoàn trưởng là đại úy Chính, tôi được điều về đại đội 1 thay thế niên trưởng Ngô Gia Tiến, khóa 16, mới bị thương trong cuộc hành quân vùng Đức Hòa Đức Huệ thuộc tỉnh Long An. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 11 lúc đó có hai niên trưởng khóa 16 là đại đội phó, đó là niên trưởng Ngô Gia Tiến và Hoàng Lê Cường. Còn khóa 17 thì có tôi và Nguyễn Tiến Mão cùng làm trung đội trưởng. Cả hai ông đàn anh đều điềm đạm ít nói. Niên trưởng Tiến thỉnh thoảng còn chịu đấu láo với đàn em mỗi khi ngồi nhậu lai rai. Còn niên trưởng Cường là có một sách. Ít khi nào thấy anh bỏ cuốn sách. Thậm chí ngay trong cả lúc đại đội nghỉ dừng quân, vì anh đang theo học hàm thụ tại một đại học luật khoa Sài Gòn, đại úy Chính có lần nói chọc: "Thiếu úy Cường tính học cử nhân tiến sĩ gì đây?" Ở chung với nhau được 2 tháng, niên trưởng Tiến thuyên chuyển về trường võ bị. Đến đầu năm 1964, niên trưởng Cường thay thế đại úy Nghiêm làm đại đội trưởng. Khi tiểu đoàn đóng quân tại chợ Bến Tranh Mỹ Tho, yểm trợ cho các toán xây dựng nông thôn hoạt động, đám du kích thuộc ấp Hòa Thành thường hay men theo sông Bảo Định bắn tỉa qua khu bộ chỉ huy tiểu đoàn, hoặc trời tối ra quốc lộ 4 chặn xe đò, đặt mìn, đắp mô. Đại đội 2 của anh Cường trách nhiệm an ninh khu vực này đã nhiều lần cho đi diệt toán du kích nhưng không thành công. Một hôm họp hành quân, đại úy Dương Văn Tư thay đại úy Chính bị thương nói: "Sao thiếu úy Cường chịu thua mấy thằng du kích này à?" Anh Cường có vẻ bực nhưng không nói gì, và ngay sau buổi họp chiều hôm đó, anh đích thân lựa ra một trung đội do chính anh chỉ huy đi phục kích. Và trời không phủ kẻ lòng người, tự ái cùng mình, khi 4 tên VC gồm 3 tên đi đầu cầm súng, tên đi cuối cầm ống loa, vừa đi vừa đấu láo trên lộ mòn, cặp theo ven sông xuất hiện thì dĩ nhiên là chẳng tên nào thoát. Và 3 cây súng bá đỏ cùng 1 ít lựu đạn nội hóa và ống loa nhôm được triển lãm tại chợ Bến Tranh vào sáng hôm sau. Từ đó ấp Hòa Thành an ninh hơn các ấp chung quanh, và các toán xây dựng nông thôn đi lại tuyên truyền thoải mái. Hơn tháng sau, vì có vụ cãi cọ to tiếng do tôi không chịu đựng nổi kiểu chửi bới tục trong máy truyền tin của đại úy tiểu đoàn phó, tôi bị điều đi tiểu đoàn 2, trung đoàn 11. Niên trưởng Cường 3 tháng sau cũng thuyên chuyển. Năm 1973, khi về phép Sài Gòn, tôi thấy hình ảnh của anh đặt trên khu bùng binh chợ Bến Thành. Anh được tuyên dương anh hùng quân đội khi quyết tâm chiến đấu tới cùng lúc anh làm quận trưởng Bồng Sơn, tiểu khu Bình Định. Cuối năm 1967, khi tôi về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2, trung đoàn 11 cho niên trưởng Nguyễn Văn Tạo, khóa 16, anh giới thiệu một số sĩ quan. Tôi nhận ra ngay Ngô Gia Truy là em anh Ngô Gia Tiến, khóa 16. Cả hai giống nhau lạ lùng, nét mặt như lúc nào cũng đang mỉm cười. Nếu có khác chăng là Truy vui vẻ, nhanh nhẹn hơn, còn tinh thần chịu chơi thì ngang nhau. Cùng khóa 21 với Truy, lúc đó ở tiểu đoàn, còn có Nguyễn Đào Đoán và Phạm Ngọc Tài. Khóa 19 có Trần Tấn Trung, khóa 22 có Bùi Văn Nữa. Truy là đại đội trưởng đại đội 3, Tài là sĩ quan hành quân, Đoán và Nữa là đại đội phó. Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Truy. Ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, khi đưa quân về giải tỏa Mỹ Tho, tiểu đoàn 2 trung đoàn 11 lúc đó đang đóng trong doanh trại tại căn cứ Đồng Tâm. Đại úy Tạo, tiểu đoàn trưởng, được sư đoàn cho về thăm nhà 1 tuần.
20% quân số cũng luân phiên, nghỉ phép. Nên khi nhận lệnh hành quân, kiểm điểm toàn bộ quân số tiểu đoàn tham chiến chưa tới 180 quân nhân. Đại đội của Truy được khoảng hơn 40. Đơn vị bắt đầu chạm súng từ lúc vượt qua ngã ba Đạo Lương chừng 500 mét. Súng nổ vang trời đất. Cho dù chưa hề tác chiến trong đường phố, nhưng vì bản năng sinh tồn, đơn vị làm quen rất nhanh kiểu đánh này, lục soát từ nhà, chiếm các cao ốc để yểm trợ nhau tiến vào. Tôi thấy Truy đứng sau một thân cây gạo cổ thụ, chỉ rõ căn nhà phía bên kia lộ có toán Việt Cộng núp trên ban công, bắn chặn đường tiến quân của đại đội 3. Tôi chạy lên chỗ Truy để tìm cách điều động đại đội 2, song song và tiêu diệt ổ kháng cự này. Khi tôi vừa tới chỗ gốc cây Truy núp, hắn nhíu mắt cười, rồi lấy ra cuốn sổ tay ghi chép danh sách lý lịch quân nhân trong đại đội đưa cho tôi coi. Truy nói, cuốn sổ tay để lộ ra một đầu đạn AK xuyên thủng 2/3 cuốn sổ, xuyên qua lớp vải chiếc áo rồi dừng lại ở đó. Truy ra khoe với tôi, nhân trưởng coi này. Tôi cầm cuốn sổ tay ngắm nghía, cuốn sổ nằm ngay túi trái của chiếc áo, bị viên đạn AK xuyên qua áo giáp, xuyên qua 2/3 cuốn sổ rồi bị kẹt nằm lại. Chỉ cần 1/3 phân hoặc không có cuốn sổ, đầu đạn sẽ xuyên thủng tim Truy. Truy quay qua nói với tôi, tôi sẽ bọc vàng đầu viên đạn này để làm bùa hộ mệnh niên trưởng ạ. Sau này trong câu chuyện vui khi gặp nhau, tôi hỏi, giờ này chú mày còn giữ được viên đạn bùa hộ mệnh đó không? Truy cười bảo, sau ngày niên trưởng đi học, đàn em bị thương suýt chết mấy lần, so ra viên đạn đó có thấm gì. Tháng 3 năm 1968, tôi được trung đoàn cho đi học lớp chỉ huy tham mưu trung cấp tại Đà Lạt. Hôm vừa thi xong môn cuối cùng, tôi nhận được hung tin tiểu đoàn 2, trung đoàn 11 bị đặc công Việt Cộng nội tuyến đột kích, gây tử thương cho tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Tạo, khóa 16. Ban 3 là thiếu úy Phạm Ngọc Tài, khóa 21. Tiểu đoàn phó là Trần Tấn Trung, khóa 19. Bên tiếp liệu, thiếu úy Thới. Đọc tin trên tờ cấp phó, tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình. Khi mãn khóa học chừng một tuần lễ sau đó, tôi trở lại Mỹ Tho, đi thẳng tới khu doanh trại của tiểu đoàn để tìm hiểu sự việc ra sao. Tiểu đoàn đi hành quân, căn trại trống vắng hẳn. Trung sĩ Nhất Tâm dẫn tôi đi từng khu nhà, rồi kể cho tôi mọi diễn biến sự việc. Tâm kể, buổi sáng ngày 17 tháng 6, toán tân binh vừa được bổ sung về tiểu đoàn mình, mới được huấn luyện xong tại trung tâm huấn luyện sư đoàn ở Bình Đức. Toán tân binh này bị đặc công Việt Cộng trà trộn ngay từ lúc nhập ngũ. Buổi chiều hôm đó, trung úy Ngô Gia Truy cùng người bạn lái chiếc xe xuống thăm đại úy Tạo. Đến gần 10 giờ tối, em mời trung úy Truy cùng người bạn xuống chỗ em hút thuốc lào uống nước trà. Ngồi chưa được bao lâu thì nghe súng và tiếng lựu đạn nổ loạn xạ, cùng tiếng la tiếng hét lung tung. Trung úy Truy vội chạy qua đại đội cũ xem tình hình đang xảy ra. Sau khi biết bộ chỉ huy tiểu đoàn đang bị đặc công Việt Cộng tấn công, trung úy Truy ra lệnh tất cả binh sĩ tiểu đoàn phải ở nguyên vị trí. Ai chạy trên sân coi như Việt Cộng, mọi người có quyền bắn bỏ. Chính nhờ các lệnh này mà chúng em đã tiêu diệt được cái toán đặc công chạy lang thang trong doanh trại và đại đội ứng chiến bên ngoài, cũng tiêu diệt được một mớ khi chúng tháo lui qua phòng rào. Ngưng một lát, Tâm kể tiếp. Sáng hôm sau, kiểm tra tổn thất, các sĩ quan thuộc bộ chỉ huy tiểu đoàn tử thương. Trước khi phòng 2 và phòng 3 sư đoàn xuống coi tình hình, thì trung úy Truy và người bạn lên xe dông luôn. Trung úy Truy vì đang nghỉ dưỡng thương, đâu có nằm trong quân số tiểu đoàn, nhưng là đại đội trưởng thâm niên trong tiểu đoàn,
Khi biết bộ chỉ huy không còn ai lên máy, nên Trung úy Truy mới điều động được. Xong việc rồi thì ổng nói ông ấy phải chuồn thôi. Chẳng lẽ mặc quần áo dân sự, chờ đeo huy chương à? Sau này tôi hỏi lại Truy câu chuyện trung sĩ Nhất Tâm kể. Truy cười bảo, Tâm nói đúng đó. Sau khi tiêu diệt hết toán đặc công, sáng ra khi nghe tin có phái đoàn của sư đoàn xuống thanh tra, em và thằng Thạc, khóa 21, leo lên xe lái ra Mỹ Tho ăn sáng, rồi dông về Sài Gòn. Sau khi kết thúc cuộc tấn công, khi nghĩ lại thấy Thạc còn sống, em mừng hết biết. Nếu giả dụ tên bay đạn lạc, em thì dẫu sao cũng là sĩ quan của tiểu đoàn. Nhưng thằng Thạc từ sư đoàn 2 về Sài Gòn nghỉ phép, ham vui theo em xuống Mỹ Tho chơi cho biết. Nếu có mệnh hệ gì thì không biết ăn nói làm sao với bà già nó. Năm 1973, trong dịp về phép Sài Gòn, đọc tin trên báo chí, tôi lại thêm một lần nữa sững sờ khi được tin Ngô Gia Truy đang là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 404, một tiểu đoàn địa phương quân vang danh tại tiểu khu Vĩnh Bình, không thua bất kỳ một đơn vị nào. Khi nhắc chuyện xưa, Truy cười bảo, cũng là cái số thôi niên trưởng ạ. Giữa năm 1968, sau khi nghỉ dưỡng thương xong, tôi về lại tiểu đoàn 2, trung đoàn 11. Lúc đó thiếu tá Trương Văn B là tiểu đoàn trưởng. Em chịu không nổi cách làm việc của ông B, nên xin trung đoàn cho qua tiểu đoàn 3. Ở đây em lại đụng độ với ông tiểu đoàn trưởng mới mà tuổi sĩ quan chúng em gọi là chú Tư Cầu. Trong một lần ông ấy nói tiếng Đức Mẹ với em, thế là em nổi máu cao bồi, rút súng ra phơi xuống đất gần chỗ ông đứng mấy phát. Ổng bỏ của chạy lấy người, em lãnh cũ và trả về sư đoàn. Sư đoàn đẩy luôn lên tới vùng và em bị qua địa phương quân. Lúc đầu nghe tin mình chuyển qua địa phương quân, em cũng bất mãn lắm. Em làm đơn khiếu nại. Cuối cùng em gặp đại tá T. Ông ấy bảo, chẳng có đơn vị nào là dở, chỉ có cấp chỉ huy dở thôi. Nếu Trung úy nghĩ là mình được đào tạo căn bản và có khả năng, thì đây là cơ hội để cho Trung úy thi thố đấy. Em cứng họng, vả lại cũng quá mệt mỏi với vụ khiếu nại này rồi. Thành ra em tự nhủ thầm, cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Và em về địa phương quân. Trong một trận giải tỏa áp lực địch, em được đặc cách thăng đại úy. Sau đó niên trưởng Lê Hữu Đông khóa 17, tiểu đoàn trưởng. Em là tiểu đoàn phó dẫn tiểu đoàn xuống trung tâm huấn luyện Thất Sơn và thành lập tiểu đoàn 404 địa phương quân của tiểu khu Vĩnh Bình. Của năm 1969, niên trưởng Đông bị tử thương. Em thay niên trưởng Đông làm tiểu đoàn trưởng. Từ đó, đơn vị trở thành lực lượng tổng trừ bị, thay thế nhiệm vụ của các đơn vị biệt động quân và sư đoàn chính. Tả Xuân Hữu Đột thét rội thành quen, hành quân liên tục, đụng độ tơi bời. Thắng nhiều trận, tiểu đoàn trở thành nổi tiếng cả vùng 4. Chỉ trong vòng 4 năm, từ 69 đến 73, em 2 lần thăng cấp đặc cách tại mặt trận, được 7 lần tuyên dương trước quân đội, một thành tích mà hồi còn ở sư đoàn 7, em nghĩ khó mà có được. Trở lại chuyện của tôi, sau khi tốt nghiệp khóa chỉ huy tham mưu, tôi xin trở về lại đơn vị cũ. Dù có sự can thiệp của Trung tá Trần Tiến Khang, trung đoàn trưởng trung đoàn 11, cũng không thành. Tôi đành phát ba lô ra trình diện sư đoàn 23 tại bang Mê Thuộc. Năm 1972, khi sư đoàn 23 hành quân tiếp cứu con tin, tôi có khá nhiều kỷ niệm buồn vui với trận đánh này, với các đồng môn khác. Tôi mới chỉ là thiếu tá thôi, vì lý do nào đó mà tướng Lý Tòng Bá chỉ thị tôi cầm quân chỉ huy quân cấp trung đoàn. Trong khi còn hai vị cao cấp hơn thì... Nhưng cũng nhờ được cầm quân trong dịp này, tôi mới thấy tài chỉ huy và tinh thần trách nhiệm của những đồng môn. Tôi hãnh diện được chiến đấu với các tiểu đoàn trưởng thuộc khóa 19 là Nguyễn Xuân Phán,
Đặng Trung Đức cùng Trung tâm Hành quân Võ Quang Giáng làm việc với ba khóa 19 này khiến trách nhiệm trong đoàn trưởng của tôi nhẹ nhàng. Cảm ơn các bạn đồng môn. Rất tiếc, thiếu tá Đặng Trung Đức đã hy sinh trong những cuộc hành quân sau đó. Năm 2012, khi xuống Nam Cali thăm bạn, tôi phone cho Truy ra quán ngồi uống cà phê. Vẫn dáng dấp gầy còm, cao liêu khiêu, khóe mắt như lúc nào cũng cười. Hai anh em ngồi nhâm nhi cà phê. Ngoài trời một cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống. Nhìn những giọt mưa hắt lên khung kính, Truy nói: "Em mới đọc được bài viết của niên trưởng về chiến trường Đồng Tháp. Trời mưa nhớ người." Đọc xong, em thấy nhớ tới những ngày anh em mình cùng chung đơn vị với niên trưởng Tạo quá chừng. Bất giác tôi nói với Truy: "Anh cũng vậy. Mỗi lần trời mưa, nhớ về chiến trường Đồng Tháp, anh lại thấy bồi hồi. Rồi nghĩ tới chuyện của Truy bị đì, mà lại có dịp thi thố khả năng. Trong quân ngũ, mỗi lần gặp nghịch cảnh hình như là dịp thử thách. Và chính nhờ sự thử thách này, chúng ta sẽ trưởng thành nhanh hơn và hiểu ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống hơn." Trong suốt thời gian chiến đấu, Truy có kỷ niệm nào khó quên? Suy nghĩ ít giây, Truy trả lời: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất là trận đánh tại xã Nhị Trường, quận Trà Cú năm 1973. Khi xã này bị Việt Cộng vây, bị tràn ngập, em đưa tiểu đoàn đến ứng cứu. Chạm địch từ 10 giờ sáng mà tới 11 giờ đêm mới thanh toán xong chốt cuối cùng. Khi vào văn phòng xã, anh có biết em gặp ai không? Em gặp lại Trung tá Phạm Quang Mỹ, sĩ quan cán bộ hồi đó, anh nhớ không? Em đến trước mặt Trung tá quận trưởng chào và xưng danh. Sinh viên sĩ quan Ngô Gia Truy khóa 21 trình diện Trung tá. Trung tá Mỹ ôm chầm lấy em cảm động rơi nước mắt. Ông không ngờ trong giây phút hiểm nghèo thì một học trò xuất hiện tới cứu sư phụ. Tôi hỏi Truy: Bộ cậu không biết ông làm quận trưởng Trà Cú à? Truy lắc đầu: Em đâu có biết, cho tới khi gặp ông thầy mới hay thôi. Cả hai chúng tôi đều cười về lời nhận xét chí dởm này của Truy. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt hơn. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là tác phẩm được mang tên Đồng đội đồng môn của Song Vũ